Sĩ Đàn thân ái kính chào quý vị và các bạn, and welcome to Sĩ Đàn Music and Soul với chương trình Nhịp cầu âm nhạc 10. Trước tiên, Sĩ Đàn xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả của YouTube channel Sĩ Đàn Music and Soul qua chương trình Nhịp cầu âm nhạc 9 với dòng nhạc của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Sĩ Đàn vừa qua, Sĩ Đàn đã đón nhận được rất nhiều những cái comment, sự động viên về tinh thần của quý vị. Đó là một cái điều rất là có ý nghĩa cho Sĩ Đàn. Và chắc chắn là chương trình Nhịp cầu âm nhạc không thể nào tồn tại nếu không có sự hỗ trợ về tài chính cũng như tinh thần của quý vị. Cho nên Sĩ Đàn mong quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình của Sĩ Đàn và Music and Soul. Vâng, và để đánh dấu episode 10 của chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay, Sĩ Đàn xin gửi đến cho quý vị một chương trình thật đặc biệt với những tình khúc của một trong những ca nhạc sĩ trẻ đang rất thành công hiện nay trong làn nhạc Việt Nam, tại hải ngoại cũng như trong nước. Xin giới thiệu đến quý vị một trong những người em mà Sĩ Đàn rất là yêu mến, rất là thân với Sĩ Đàn, ca nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền. Hello Điền. Hello anh Đăng. Nguyễn Huy Điền xin thân ái gửi lời chào đến tất cả các quý vị của YouTube channel Sĩ Đàn Music and Soul. Và cảm ơn anh Đăng đã mời em lên đây để được trò chuyện với anh và trò chuyện với tất cả các thính giả khắp nơi cho Sĩ Đàn Music and Soul. Thật ra anh phải cảm ơn Điền mới đúng, tại vì anh biết Điền là một người rất là bận rộn. Không những em vừa làm businessman, vừa là nhạc sĩ, và cũng vừa rồi anh biết là Huy Điền đã thực hiện một cái chương trình ca nhạc chỉ cách đây có 2 ngày đúng không em? Vừa dạ, mới đúng xong rồi anh, dạ. Đó là chương trình Chật nhịp con tim. Chật nhịp con tim, đó là cái video thứ hai của em. Dạ đúng rồi anh. Và trong cái video này thì anh cũng rất là hân hạnh được Điền mời tham gia trong chương trình. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái chương trình với tất cả những, hầu như là tất cả những ngôi sao ca nhạc đều có mặt. Thật ra kính thưa quý vị, Nguyễn Huy Điền không phải chỉ là một người đang nổi tiếng, mà Sĩ Đàn nghĩ, cái này anh nói chân tình với Điền thôi, đây có lẽ là một trong những hiện tượng âm nhạc mà anh chưa bao giờ thấy. Tại vì chưa bao giờ anh thấy một người nhạc sĩ nào mà thành công nhanh, cái mức độ nhanh và cái mức độ sáng tác và cái chất lượng sáng tác tất cả những ca khúc của em á, anh theo dõi từ nhiều năm nay. Mỗi một cái giai đoạn chuyển tiếp anh thấy em có cái sự trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và tất cả những ca khúc của em đều được rất nhiều ca sĩ khác yêu mến. Em có thể chia sẻ cái thành công đó, lý do tại sao không? Em cảm ơn anh Đăng đã nhận xét em như vậy. Em thì không biết. Em thì em viết bài thì em viết theo cái cảm nhận của em thôi. Em chưa bao giờ nghĩ là mình viết bài hay hay là như thế nào hết. Em chỉ viết bằng cái con tim của mình. Còn cái sự nhận xét thì cái đó là của khán giả. Rất là khiêm nhường ha. Ok. Anh còn nhớ cái ngày anh gặp em lại cách đây khoảng vài năm thì Điền mới nói là anh Đăng còn nhớ không em không? Em là một trong những người mà gửi, lúc đó anh mới sang Hoa Kỳ năm 92 đó. Thì Điền là một trong những người đến, lúc đó thì Điền rất là trẻ, mới có 19, 20 tuổi, rất là đẹp, đẹp trai, dễ thương lắm. Và lúc đó là em bắt đầu sự nghiệp là em đi hát trước phải không? Dạ, actually em cũng không có định hát, nhưng mà lần đó thì em thích viết nhạc từ hồi nhỏ lận. Cái tự nhiên, bữa đó cơ duyên gặp được chị Lan Làng Văn, chị nói ô, thằng này nhìn cũng được được. Thì đẹp trai quá. Thôi vô hát đại cho nó vui. Nhưng mà thật sự ra lúc đó còn nhỏ lắm. Không có tập trung nhiều, còn rất là ham chơi. Sau này lớn lên, bây giờ chững chạc hơn, cho nên chú tâm hơn, bỏ tâm vào trong nhạc nhiều hơn, cho nên là em mới sáng tác ồ ạt như vậy. Sau cái lúc mà em đi hát á, rồi sau đó bao nhiêu lâu thì em đi hát, lý do đi hát thì anh biết rồi, là em bị dụ đi hát đúng không? Nhưng mà cái sáng tác á, thì giống như em chia sẻ là em đã sáng tác từ hồi nhỏ đó, thì em nghĩ từ cái bài hát nào, từ cái ca khúc nào, ở cái giai đoạn nào trong cuộc đời em, những sáng tác đó bắt đầu thành hình, tức là nó trưởng thành hơn. Cái ca khúc nào là cái ca khúc mà em nghĩ là nó đem cho em một cái khởi điểm? Bài hát nào? Lang thang dưới mưa hay trước đó em có viết bài nào không? Dạ, actually, bài đầu tiên của em là bài Hoài Nhớ. Bài đó là năm đó em nghĩ em 19, 20 tuổi gì à. Em viết cái bài đó. Tự vì thật sự ra ngày xưa đó, em lúc em còn nhỏ em nghe nhạc, em rất là thích nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An nè. Ồ vậy rồi, hả? Dạ, Vũ Thành An. Dạ, Vũ Thành An nè. Thích rồi, một dòng nhạc trữ tình. Dạ, Vũ Thành An. Rồi trong đó cũng có anh Trúc Hồ, rồi anh Lê Quang,
Rồi còn ai bị ảnh hưởng nhạc hồi nhỏ là anh Huỳnh Nhật Tân, là hàng xóm của em. À. Trong gia đình của anh Huỳnh Nhật Tân là mấy anh em trai là đánh trong ban nhạc hết. Rồi mọi người mỗi lần đánh nhạc cái em chạy qua em coi. Mà em không có học nhạc gì hết á, em nhìn lóm thôi. Rồi về nhà mượn cái đàn, cái bấm nút này bấm nút kia, rồi không biết tự nhiên sao biết đàn, rồi biết đệm đàn, rồi biết hát luôn. Rồi từ đó mới nói với lòng mình là ô, ước gì một ngày nào đó mình cũng có thể viết được những bài nhạc giống như những nhạc sĩ đàn anh, mà trong đó cũng có anh. Rồi em ngồi xuống em cũng viết vài chữ đánh hát ngu ngơ vậy đó. Lúc đó em sang Mỹ chưa hay vẫn ở Việt Nam? Dạ em qua Mỹ rồi anh. Okay. Từ đó em viết được một bài, em viết được hai bài. Nhưng mà lúc đó thì cái lời nó còn non lắm. Với cái suy nghĩ nó cũng non chắc lắm. Chắn rồi, dạ. Dạ, dạ, chắc chắn rồi. Và ham chơi. Cho nên là em cũng bỏ hết một thời gian. Và sau này thì giống như em nói với anh vậy, bây giờ chắc có lẽ là lớn hơn, chững chạc hơn, với có thời gian nhìn lại mình. Rồi em không có đi chơi nhiều như ngày xưa nữa. Em chọn nhạc là niềm vui. À, ok. Dạ. Cảm ơn cái chia sẻ của Điền rất là nhiều. À, Nguyễn Huy Điền là một trong những người mà sẽ đang nghĩ có một cái trái tim rất là nhiệt tình, nhất là cái tình yêu của Huy Điền dành cho cái nơi chốn chúng ta đang cư ngụ, đó là nước Hoa Kỳ. Thì anh phải nói là anh nhớ là trong cái thời kỳ Covid đó, có một ngày anh lên Facebook, anh vô trong Facebook của Huỳnh Nhật Tân thì anh bắt gặp cái bài Nation of America. Phải nói đây là một bài mà phải nói là viết về nước Mỹ, nó không phải là một điều dễ, kính thưa quý vị. Và Huy, anh hỏi là Tân, bài này có phải của Huy Điền không? Thì lúc đó anh em mình mới connect lại với nhau. Em dạ, nhớ đúng không? Rồi anh, dạ đúng, yeah, rồi. Thì em, cái lý do tại sao em viết cái bài hát, những bài hát về nước Mỹ, trong tất cả những bài hát về cái lòng yêu nước á, anh biết là có bài Nation of America và America, I Will Stand For You là hai bài hát em viết, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà Nation of America là bài em viết. Và em đã thực hiện một cái video mà anh nhìn trong đó, phải nói là coi cái video đó rất là ấn tượng. Tất cả những người Hoa Kỳ, trong đó có quân nhân, có người Việt Nam hát. Em có thể chia sẻ về cái ca khúc đó em sáng tác như thế nào? Dạ thì cái lý do em sáng tác cái bài Nation of America là từ vì mình qua đây, thật sự ra nước Mỹ đã cưu mang tất cả người Việt Nam mình ở trên đất nước Mỹ. Và em có thể nói là nếu mà không có nước Mỹ thì chắc chắn em cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cũng có thể em ở Việt Nam đi bán vé số hay là nhiều khi đẩy xe, chạy xích lô hay gì em không cần biết nữa. Cho nên là mặc dù em là người Việt Nam nhưng mà cũng em có nghĩ... thể là em là đại gia, em đâu có biết được. Dạ không. Em nghĩ là em thương đất nước Mỹ, rất yes, là thương đất nước, yeah, Mỹ. Đất nước Mỹ đã cưu mang cả dân tộc Việt Nam mình, biết bao nhiêu triệu dân ở đây. Và nói chính xác hơn là gia đình em. Yeah. Cho nên lúc nào em cũng cảm ơn đất nước Mỹ. Và trong cái bài Nation of America là em viết cái năm nào? Dạ, em... Có phải là thời Covid trước đó phòng em? Dạ, em viết trước thời Covid. À, okay. Dạ, thì em thấy em ở đây mấy chục năm rồi. Em thấy trong những thời gian em ở đây, em thấy có nhiều giống như những cái sự kiện to lớn đã xảy ra với đất nước Mỹ, chẳng hạn như là September 11, rồi Hurricane Katrina, rồi cái đặt bom ở Boston Marathon. Ngày xưa em cũng ở bên Boston, thì ngay sau cái Boston Marathon đó, thì em thấy đất nước Mỹ bị chịu tan thương nhiều quá, thì mình cũng là một phần tử của đất nước Mỹ, và em nghĩ là em muốn viết một cái bài cũng để cho người Mỹ họ nhìn thấy được, mặc dù mình là người không phải là người bản xứ, mình là một người immigrant, nhưng mà mình cũng thương đất nước Mỹ này cũng giống như là họ. Cho nên em đã ngồi xuống và em đã viết cái bài đó. Và khi em viết cái bài đó xong thì em đi vô trong mấy cái trường trường elementary school, trường high school, mấy cái trường college để em xin thầy cô giáo cho mấy em nhỏ được ra quay hình, thâu băng, thâu hình để có mặt trong cái chương trình đó. Nhưng mà khi em đi tới trường thì người ta đâu có biết mình là ai. Rồi người ta, ô, tại sao mày muốn làm cái chương trình này? Mày cho tao coi cái nhạc như thế nào, cái lời như thế nào. Rồi xong họ phải họp phụ huynh. Rồi phụ huynh thấy cái bài, lời bài hay,
tất cả đồng ý, cho nên là cho các em đến nhà em để, lúc đó em có phòng thâu nhà, cho nên các em đến nhà em thâu ở nhà. Rồi em phải đi vô từng cái trại lính để em xin cho lính ra để quay trong tức là tất cả những người mà hát ngày đó là, là quân nhân thật. Quân nhân thật, dạ đúng rồi. Dạ, mấy cái người government official rồi em vô em nói chuyện hết. Rồi người ta đi, mỗi lần đi vô trại lính phải đứng trước cửa, phải đợi ở ngoài cổng gọi vô trong. Rồi ở trong ông cấp lớn ở trong á, ông đồng ý. Rồi họ lấy driver license của em để biết em là ai, rồi xong họ cho em cái hẹn, xong họ cho em vô. Họ cho em vô rồi em nói chuyện với, lúc đó em nói chuyện với ông đại tá. Thì ổng coi, ổng thấy được. Cho nên rốt cuộc ổng cho lính ra và tới nhà em thâu, rồi bắt đầu tụi em mới bắt đầu quay cái chương trình đó. Ok, anh phải nói rất là cảm ơn Nguyễn Huy Điền đã thay mặt cho tất cả những người Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ nói lên tiếng nói lên tấm lòng yêu nước của mình qua ca khúc Nation of America. Nếu quý vị muốn xem bài hát này, quý vị có thể vô trong cái YouTube của Huy Điền. YouTube như thế nào em? Dạ, YouTube của em là Nguyễn Huy Điền Music. Nguyễn Huy Điền Music, dạ. YouTube channel thì quý vị có thể coi được không những Nation of America mà phải nói là rất nhiều những ca khúc khác nổi tiếng của Nguyễn Huy Điền. Trong đó có bài America I Will Stand For You. America I Will Stand For You là Zidane được cái vinh hạnh là người đầu tiên hát cho Điền. Và cũng trong mùa Covid đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Còn có, hình như em nhớ là còn có 6 ngày nữa là đến ngày 4 July. Đúng rồi. Và mình ra đúng ngày 4 July đầu tiên mà nước Mỹ mình chịu cái cảnh Covid. Vâng, đó là một trong những cái chia sẻ của Zidane và nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền. Vì tương lai con cháu, chọn Robert Mullins International và Rạng Mi để đầu tư cho thế hệ tương lai. Đến với văn phòng Robert Mullins International để giấc mơ định cư Hoa Kỳ được thành hiện thực. Văn phòng có trên 30 năm kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực di trú và đầu tư định cư, chiếu khoán L1 và EB5. Sẵn sàng kháng cáo, xin ân xá và theo dõi hồ sơ đến khi được chấp thuận. Phân tích và cập nhật kiến thức di trú trên truyền thông, báo chí và mạng xã hội hàng tuần. Quý vị tuyệt đối an tâm vì kết quả hồ sơ đầu tư định cư và bảo lãnh được bảo đảm. Đặt quyền lợi và kết quả hồ sơ của thân chủ lên hàng đầu. We assist in making families' American dreams come true. Robert Mullins International, đầu tư cho thế hệ tương lai. Cái sự thành công của em trong vài năm gần đây nhất, và theo anh biết là một trong những cái ca khúc của em mà bắt đầu nó, mình nói là cái khởi điểm đi, là Đợi Em Trong Mơ. Dạ đúng rồi anh. Đúng không? Dạ, dạ. Tại vì cái ca khúc đó là lần đầu tiên được Ngọc Sơn và Đàm Vĩnh Hưng hát. Dạ đúng rồi anh. Và nó thành hit luôn. Dạ, actually bài đó anh Ngọc Sơn, Dương Triều Vũ, rồi tới Đàm Vĩnh Hưng. Và kính thưa quý vị, giống như Zidane đã trình bày với quý vị, đây là chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc episode 10. Cho nên Zidane phải nói là có một cái gì đặc biệt để đem đến cho quý vị khán giả. Và một trong những cái đặc biệt đó là ngày nay chúng ta đã có nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền có mặt. Và một cái sự có mặt thứ hai mà cũng phải nói là không thể nào kém phần quan trọng được, đó là sự có mặt của nam ca nhạc sĩ Việt Khang. Vỗ tay, vỗ tay. Ok. Việt Khang trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của YouTube channel Zidane Music and Show. Việt Khang lần đầu tiên tham gia với anh Zidane là phải nói là như là Việt Khang trông đợi cái ngày này rất là lâu rồi. Nhưng mà cái thời gian qua Việt Khang vì là bận rộn với lại cái sức khỏe cũng không có được tốt, cho nên là cho tới ngày hôm nay mới được xuất hiện trên cái YouTube channel của anh Zidane. Yeah. Phải nói là ngày hôm nay là phải nói là anh là cái người mà hân hạnh nhất. Trước mặt anh là hai người yêu nước. Một là Nguyễn Huy Điền, Nation of America. Hai là nam ca nhạc sĩ Việt Khang. Anh là ai? Chắc chắn rồi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay, nhưng mà có ngày hôm nay là Việt Khang lên đây là thứ nhất đó, là bởi vì ngày hôm nay là ngày của Nguyễn Huy Điền. Cho nên một người em thì anh em chúng ta ủng hộ Huy Điền. Em là phải đáng rất là hân hạnh ngày hôm nay anh Việt Khang có mặt ở đây để trong thành phần ban nhạc. Trong thành phần ban nhạc. Cảm ơn Khang.
Dạ dạ dạ, phải support rất, anh. Rất, rất là hân hạnh được Khang có mặt ở đây, Khang đánh trống cho anh hát hôm nay. Cảm ơn Khang. Nhưng mà cái lý do tại sao Zidane chưa có mời Việt Khang đến với Nhịp Cầu Âm Nhạc là bởi vì trong thời gian qua thì Việt Khang thứ nhất cũng bận rộn, thứ hai là sức khỏe cũng cái cổ họng em đang bị đau hả em? À, cái cổ họng của em á là bị chắc có lẽ là bị cái axit trào ngược á, nó làm cho cái thanh quản của em á có vấn đề rất là nặng và rất là lâu, nó không có hết. Cái gốc là cái từ bao tử nó lên. Nhưng mà bây giờ là như là em cũng đang luyện tập và thấy nó kha khá hơn rồi. Dạ. Ngày hôm nay như anh cũng có thể là như là nhìn cái diện mạo của em cũng thấy có vẻ giống như là khỏe khỏe được chút. Dạ. Anh cảm thấy nó có dương khí trong đó hơn. Kính thưa quý vị, và chắc chắn là chúng ta sẽ, quý vị sẽ có dịp để thưởng thức chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc với nam ca nhạc sĩ Việt Khang. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn là Nhịp Cầu Âm Nhạc 10 với dòng nhạc của Nguyễn Huy Điền. Thì sau đây cho anh làm một cái thủ tục chào sân nha, để giới thiệu ban nhạc đến với quý vị khán giả. Và đầu tiên anh cảm ơn tất cả anh Trịch Võ, là như quý vị biết, anh Trịch Võ bass, guitar. Hai là Đăng Khoa. Đăng Khoa, nếu quý vị đừng ngạc nhiên nếu ngày hôm nay thấy Đăng Khoa đánh percussion, ngày hôm sau đánh guitar, ngày hôm kia là kéo violin, hay em có kéo violin không? Không có. Đăng Khoa rất là đa tài, và đặc biệt là sự xuất hiện đặc biệt ngày hôm nay Việt Khang trong vai trò trống, đó là ban nhạc cho chương trình của dòng nhạc Nguyễn Huy Điền ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Đợi Em Trong Mơ, một sáng tác của Nguyễn Huy Điền do chính tác giả trình bày. Sao em lặng lẽ ra đi cho tình tôi nhức nhối, bao năm chăn gối bên nhau bây giờ tàn theo khói sương. Này người tình hỡi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không bên tình nhân êm ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, cõi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em ra khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ đêm nay. Say đắm bao năm hạnh phúc bên nhau bây giờ tàn theo khói sương. Này người tình hỡi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, xót xa mình ai. Đêm nay em có vui không bên tình nhân êm ấm, nơi đây lạnh lẽo riêng anh, cõi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em ra khơi nhưng anh còn mãi đây,
còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh cô đơn trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm. Dù nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ em, người yêu dấu hơi anh mất em thật rồi. Em giờ nơi đâu, anh xin luôn chúc em từng ngày yên vui và hạnh phúc nơi bên người. Em giờ nơi đâu, anh xin luôn chúc em từng ngày yên vui và hạnh phúc nơi bên người. Và trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc 10 ngày hôm nay, Sĩ Đan Music and Soul rất hân hạnh đón nhận sự tài trợ của văn phòng RMI USA Robert Mullen International, cũng là kỷ niệm 35 năm khẳng định nghiệp vụ của văn phòng, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai. Nếu quý vị có yêu cầu và muốn tìm hiểu thêm việc bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam hay các nước khác, xin quý vị hãy liên lạc với văn phòng RMI USA với những thông tin ở bên dưới đây. Và địa chỉ email là info@rmiodp.com. Xin cảm ơn quý vị. Ở đầu chương trình, tôi đã nói là sẽ đem đến cho quý vị episode 10 nhiều cái đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta không phải chỉ có khách đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền, nhạc sĩ Việt Khang, mà đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên YouTube channel của Sĩ Đan Music and Soul, một người em mà cũng là một người bạn đồng nghiệp với Sĩ Đan cũng mấy chục năm trước tại Trung tâm Asia. Xin mời quý vị chào đón đến nữ ca sĩ Loan Châu. Hello em, Châu. Hi anh, em mến chào anh Sĩ Đan cũng như quý vị khán giả của Sĩ Đan Music and Soul. Em là đợi chờ cái ngày hôm nay lâu lắm rồi đó anh ạ. Thank you so much em. Anh cũng phải nói là anh chỉ có hai tay thôi. Cho nên là không, em thấy bốn tay rồi đó anh. Cái người anh, cái tay hai cái tay okay. Kia thấy kia quan trọng lắm luôn á. Thật sự mà nói là anh cũng phải nói cảm ơn bác Oanh với lại Kim Linh. Là em thấy là trong cái crew của anh toàn là gia đình không. Bác Oanh cũng giống như là trong gia đình thôi. Cho nên là nhưng mà cái vấn đề nhạc á thì tại vì anh rất là kén nhạc cho nên thường thường nhạc anh thích hòa âm. Và cái anh có nghĩ đến Loan Châu chắc chắn rồi, tại vì Loan Châu vừa đẹp, vừa hát hay, vừa sexy, vừa hot. Và chúng ta cũng đã quen nhau cũng lâu đúng không em? Anh đừng có nói cái thời gian được không anh? Mình okay, kỳ sorry, lắm đó. Okay. No, just kidding. Nhưng mà em phải nên hãnh diện về điều đó. Tại vì quý vị thấy Loan Châu rất là đẹp, rất là hot, rất là sexy. Và phải nói là lâu lâu nghe lại giọng hát của em thì anh cảm thấy giống cái giọng hát của em nó không có thay đổi theo thời gian. Mà nó có cái gì nó già dặn hơn, nó deep hơn. Dạ đúng rồi anh. Dạ, em cũng cảm thấy vậy. Tại vì dạ. Anh nhớ cái kỷ niệm đầu là anh nghe em hát, nó có lẽ là cái bài Bên em là biển rộng. Bên em là biển rộng còn, của nhạc còn, sĩ Bảo còn Trân. Còn non lắm dạ, anh ạ. Em có thể chia sẻ với quý vị khán giả là trong thời gian này em làm gì? Em chắc có lẽ là mẹ. Em làm mẹ làm với mẹ. Làm vợ. Làm mẹ làm vợ thì đúng hơn. Cho nên là mỗi lần mà thấy những chương trình này là phải kêu em. Ok, sẽ kêu em, sẽ còn kêu em dài dài. Mà mốt mà thấy số anh là coi như là off phone luôn đó. Không off, nhất định không off. Nói vậy chứ thưa quý vị là mình là những người trong nghệ thuật. Cho nên này là giống như anh đang làm những cái vấn đề này, những công việc này là anh yêu nghề. Đúng. Anh yêu lắm đó chứ. Em thấy là quý vị có thấy là chương trình Sĩ Đan Music and Soul rồi. Bao đẹp thưa quý vị. Trước lúc mà anh Đan gọi Châu á, mời Châu đến với chương trình của anh, với chương trình của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền, thì anh Đan nói là em bao đẹp. Mà em công nhận là bây giờ là đúng như thế, là bao đẹp. Da mặt smooth dễ sợ luôn vậy đó. Mà đánh cũng là sung. Nghe là sung liền. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta chia sẻ một chút xíu về cái ca khúc mà em hát ngày hôm nay. Thì thật sự khi mà Nguyễn Huy Điền có đưa cho anh nghe ca khúc này thì cái lần đầu tiên anh nghe
em hát anh bị hớp hồn bởi cái ca khúc này rồi. Thì có lẽ em là cái người trình diễn, em có cái cảm nhận của em nhiều hơn, em có thể chia sẻ một chút xíu được không? Dạ thưa anh cũng như là thưa quý vị, thì Điền là một người bạn của chúng ta thì cũng là mấy chục năm nay rồi, và cũng là một cái người yêu nghề vô cùng. Và bây giờ thì em rất là vui khi mà thấy Điền làm một cái chương trình cho riêng Điền, và cũng là surprise lắm anh. Tại ngày xưa khi mà Điền đưa em những nhạc phẩm của Điền á, thì em chỉ nghe sơ sơ thôi anh ơi, chưa bao giờ thật sự là nghe kỹ và hát. Mà bây giờ thì em ngạc nhiên lắm, là tại vì Điền viết rất là đa dạng. Và cái bài này của em khi mà em nghe đó, và nhạc Bossa Nova này, em nói cái bài này nghe dễ thương quá, mà hát mới có một hai lần là em đã thuộc rồi anh. Vì em cũng mong rằng là quý vị cũng sẽ yêu thích cái bản nhạc này giống như là em yêu thích vậy, tại vì nghe rất là dễ nghe. À, vâng, và đó là cái chia sẻ của nữ ca sĩ Loan Châu. À, dạ thưa đây, sau đây Loan Châu xin gửi đến quý vị một ca khúc mới lắm của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền, thưa quý vị, Dĩ Vãng Lãng Quên, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tay tình mình đã hết thôi, anh xin đừng oan trách, đừng trách nhau chi cho thêm đau buồn. Anh hãy vui đi về nơi ấy bên người. Cuộc tình hờ hững anh trao cho em, mà giờ người đã bao năm âm thầm gian dối. Ngày tháng bên nhau câu yêu hôm nào, đến gối chăn ta nguyện yêu mãi, giờ còn đâu. Tình như mây như gió giờ còn chi, anh hãy quay về, người bên kia đợi mong, xin anh đừng thêm lầm lỗi. Và mai kia anh sẽ quên dần, rồi trong anh sẽ mãi không còn. Người ơi xin quên em như dĩ vãng đã lãng quên. Cho em, mà giờ người đã bao năm âm thầm gian dối. Ngày tháng bên nhau câu yêu hôm nào, đến gối chăn ta nguyện yêu mãi, giờ còn đâu. Tình như mây như gió giờ còn chi, anh hãy quay về, người bên kia đợi mong, xin anh đừng thêm lầm lỗi. Và mai kia anh sẽ quên
rồi trong anh sẽ mãi không còn. Người ơi xin quên em như dĩ vãng đã lãng quên. Tình như mây như gió đã phai tàn, giờ còn chỉ anh ơi hãy quay về. Bên kia đợi mong, xin anh đừng thêm lầm lỗi hỡi anh. Và mai kia anh sẽ quên dần, rồi trong anh sẽ mãi mãi không còn. Người ơi xin quên em như dĩ vãng đã lãng quên. Restaurant và Banquet là nhà hàng rất đẹp và sang trọng tại miền Nam California với âm thanh ánh sáng tuyệt vời, cùng các món ăn chỉ có tại Golden Sea như tôm hùm, vịt Bắc Kinh, các món hải sản tươi sống cùng nhiều món ngon khác nữa, thích hợp cho việc cưới hỏi sinh nhật, bữa cơm gia đình. Các bạn trẻ muốn có một tiệc cưới huy hoàng, hãy đến với nhà hàng Golden Sea. Golden Sea cũng là nơi tuyệt vời để tổ chức nhạc hội hoặc ra mắt CD. Golden Sea Restaurant và Banquet tọa lạc tại 9802 Catila Avenue, Garden Grove, California 92840, điện thoại 7146439890, 7146439890. Golden Sea trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, tại vì chương trình nhịp cầu âm nhạc của Zidane thì nó chỉ gói gọn trong 3 hoặc 4 ca khúc thôi, cho nên ngày hôm nay Zidane không giới thiệu được đến quý vị sự đa dạng trong những sáng tác của Nguyễn Huy Điền. Nhưng mà phải nói là ngay chính Zidane là một nhạc sĩ sáng tác đây, Zidane cũng phải nói là anh ganh tị với là Điền á. Là tại vì em không những em viết nhạc pop, em viết nhạc rock, em viết nhạc trữ tình, thính phòng, rồi em viết dân ca, rồi em viết nhạc trẻ, rồi em viết tiếng Anh. Những cái cảm xúc và những cái kinh nghiệm, anh nói không phải cảm xúc không mà kinh nghiệm. Chẳng hạn như viết dân ca, bây giờ em kêu anh viết, anh chịu thua, anh... Em viết được thể loại dân ca, em viết được thể loại nhạc rock, hay là bởi vì em nghĩ, tại vì em nghe nhạc nhiều hay là như thế nào? Em có thể chia sẻ một chút xíu với quý vị khán giả được không? Em thì em nghĩ nhạc nào cũng là nhạc. Em nhạc nào thì em cũng thích. Tức là em nghe đủ loại nhạc hết? Em nghe đủ loại nhạc hết. Và em không biết, tự nhiên có một ngày em challenge bản thân em. Em nói là bất cứ loại nhạc nào em cũng phải thử em viết qua. Và trước khi em viết qua một cái loại thể nhạc nào đó, thể loại nhạc nào đó, thì trong một tuần đó, 10 ngày đó, em chỉ nghe một cái loại nhạc đó thôi. Rồi xong em lấy cái khái niệm, rồi em bắt đầu em tự em viết. Khi em nói em muốn viết một cái thể loại nhạc nào đó, thì giống như em nói với anh vậy đó, em đi ra đi vào, em ở nhà có một mình thôi, cho nên là em cứ mở nhạc lớn thật là lớn, chỉ có một cái loại nhạc đó thôi. Cho đến khi nào mà em cảm thấy mà em ready để em viết bài rồi đó, thì em mới tắt nó. Và cả cái ý tưởng luôn. Dạ đúng rồi, đúng anh. Không? Dạ. Tại vì ý tưởng khi mình viết nhạc pop, nhạc rock, nhạc trữ tình nó khác với khi mình viết nhạc... dạ đúng rồi anh. Bolero chẳng hạn. Dạ đúng, không dạ, đúng, dạ đúng anh. Cái từ ngữ mình dùng trong bolero, cái văn chương nó khác. Đúng. Dạ. Mà em sang Mỹ có hồi bé, mà sao tiếng Việt em khá vậy? Em hồi nhỏ em học... văn sử là em giỏi, rất là giỏi. Oh, okay, yeah. Okay. Còn toán nó biết em chứ em không biết nó. Cái đó hình như nghe cũng quen á. Cái đó hình như là anh cũng vậy đó. Nhưng okay. Mà em đếm tiền thì được. Và như Zidane đã giới thiệu đến với quý vị là tính cách đa dạng của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc bằng Anh ngữ, bài hát Still in Love, sẽ được trình bày qua
phần trình bày của Sĩ Đan, một sáng tác của Nguyễn Huy Điền. Và trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc 10 ngày hôm nay, Sĩ Đan Music and Soul cũng đồng thời đón nhận sự tài trợ của Golden Sea Restaurant and Banquet. Golden Sea Restaurant and Banquet tọa lạc tại 9802 Catella Avenue, Anaheim, California 92840. Nhà hàng Golden Sea Restaurant là một nơi lý tưởng để quý vị có thể tổ chức tiệc cưới, sinh nhật, kỷ niệm hôn nhân hoặc các chương trình ca nhạc, gây quỹ từ thiện cho gia đình, cá nhân hoặc các tổ chức, các hội đoàn. Với một khung cảnh lịch sự, thiết kế thật trang nhã, rộng rãi nhưng rất thân mật và ấm cúng. Cùng với sân khấu, sàn nhảy và hệ thống âm thanh ánh sáng thật chuyên nghiệp. Nhà hàng Golden Sea Restaurant là một trong những nhà hàng với những món ăn thật ngon và được đánh giá là cao nhất tại Orange County, được đảm trách bởi những đầu bếp thật chọn lọc. Sĩ Đan xin kính mời quý vị hãy đến với Golden Sea Restaurant and Banquet. Xin cảm ơn quý vị. Anh có một cái câu hỏi này, tại vì em đã là một nhạc sĩ sáng tác trong làn nhạc Việt Nam rồi, thì trong người ta nói nếu mà không có trước thì không thể nào có sau. Nếu mà mình không có nền tảng thì mình sẽ không có những bước phát triển. Thì
Huy Điền nghĩ như thế nào về những người nhạc sĩ đã đi trước trong lịch sử âm nhạc Việt Nam? Em có là fan của một người nhạc sĩ nào trước đó không? Actually, đối với em thì em nghĩ là những bậc tiền bối, những nhạc đúng sĩ rồi, đàn là bậc tiền bối. Dạ, yeah. Bậc tiền bối, những nhạc sĩ đàn anh. Em nghĩ người nào cũng hay cả, mỗi người có một cái khía cạnh hay riêng của họ. Và em nghĩ ai cũng hay, bởi vì có họ thì em mới nhìn được họ để em có em ngày hôm nay. Trong một trong những điều mà anh rất là cảm ơn Điền ngày hôm nay là có những ca khúc mà em đã chưa phát hành mà em đã dành cho anh một cái ưu ái dành cho Sĩ Đan Music and Soul. Đó là một cái điều mà anh rất là cảm kích. Thank you. Cái này là mình phải. Không, nói thật là tự vì em biết anh cũng thương em, anh cũng vì em thì tại sao em không phải vì anh? Cảm ơn anh. Ok, Điền. Và trước khi chấm dứt chương trình thì anh có một câu hỏi. Câu hỏi này nó không liên quan đến nhạc. Là nếu trong cuộc đời em có một cái mơ ước, một ước mơ gì đó mà em nghĩ là em chưa thực hiện được, thì cái điều đó là điều gì? Actually, một cái ước mơ nào đó hả? Thật sự ra bây giờ em là một thằng nhỏ, hồi nhỏ phá lắm, em phá vô cùng. Nếu mà, I can tell. Nếu mà cho em trở lại, em sẽ nghe lời cha mẹ nhiều hơn. Và có lẽ là em sẽ đi học nhạc. Để mình có thể hay hơn, mình có thể giỏi hơn. Okay. Trong tất cả những ca khúc mà em đã viết, bài nào cho đến giờ phút này vẫn là your favorite song? Favorite song của em trong các bài của em viết là bài Ừ Thôi Em Nhé. Ừ Thôi Em Nhé. Yeah. Yes, đây có trong chương trình. Từ vì Ừ Thôi Em Nhé là bài em viết bằng cảm giác thật của em. Dạ. Yeah. Yeah. Huy Điền, trong những cái ca khúc của em, nhất là những cái ca khúc top hit chẳng hạn như là Tình Cứ Ngỡ Trăm Năm, Cứ Ngỡ Tình Trăm Năm, Ừ Thôi Em Nhé, và rất nhiều những cái ca khúc, và ngày hôm nay nữa là Dĩ Vãng Lãng Quên, nó đều lột tả cái tâm trạng của một người phụ nữ đứng ở một cái con đường hai lối trong một cái tình yêu. Nó không phải là chỉ là một cái tình yêu dở dang hoặc là một cái tình yêu đi đến một cái giai đoạn cuối cùng của cái sự chia tay. Thì anh nghe những cái ca khúc đó, anh thấy nó, anh cảm nhận nó thật lắm. Em là một người sáng tác, sao em có thể hiểu được cái tâm trạng đó của cái người phụ nữ đứng trong cái hoàn cảnh đó? Anh hỏi câu này em khó trả lời quá. Nói chứ thực sự ra hầu hết trong những bài em viết có những câu từ em dùng là những người bạn gái cũ của em đã từng dùng với em. Ok. Và ca khúc cuối cùng trong đêm nay là một ca khúc mà Huy Điền đã chia sẻ với chúng ta. Đây là ca khúc tâm đắc nhất của Nguyễn Huy Điền. Bài hát Ừ Thôi Em Nhé. Một lần nữa được trình bày qua giọng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Ừ Thôi Em Nhé, một sáng tác của Nguyễn Huy Điền. Cho tôi yêu thương rất nhiều, nhưng người cũng đã từng cho tôi bao nhiêu đắng cay. Bao năm bên nhau chung sống, em câu dối gian ngọt ngào, anh chỉ là những thói quen trong từng ngày em thôi. Tình chẳng còn trong nhau, thôi em hãy về. Xin người hãy chờ đừng cho nhau thêm bao dối gian.
Thôi ta chia tay em nhé, tim anh này đã mệt rồi. Anh nghĩ là hai chúng ta nên dừng lại nơi đây. Ừ thôi em nhé, ta nên dừng lại khi tình em đã chia hai. Đừng cố níu kéo làm gì nếu em phải đi. Ngày mai ta sẽ không chung đường về, không còn nhau nữa em ơi. Anh xin chúc em luôn trọn đời hạnh phúc bên người. Chẳng còn trong nhau, thôi em hãy về. Xin người hãy chờ đừng cho nhau thêm bao dối gian. Thôi ta chia tay em nhé, tim anh này đã mệt rồi. Anh nghĩ là hai chúng ta nên dừng lại nơi đây. Khi tình em đã chia hai, đừng cố níu kéo làm gì nếu em phải đi. Ngày mai ta sẽ không chung đường về, không còn nhau nữa em ơi. Anh xin chúc em luôn trọn đời hạnh phúc bên người. Suốt đời mà nay nghe sao buồn tây khi em đã đang tâm vội quên. Ừ thôi em nhé, ta nên dừng lại, dừng lại nhé, em sẽ không còn đau. Hứa cho nhau nụ cười khi tình đã lỡ ta không còn nhau. Ngày mai ta sẽ còn nhau nữa em ơi. Anh xin chúc em luôn trọn đời hạnh phúc bên người. Anh xin chúc em luôn trọn đời hạnh phúc bên người. Sidan xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Nhịp cầu âm nhạc 10 dòng nhạc Nguyễn Huy Điền. Anh xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Nguyễn Huy Điền đã bỏ thời gian đến đây với Sidan Music and Soul. Nguyễn Huy Điền xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các quý vị khán thính giả của channel Sidan Music and Soul. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một chương trình kỳ tới của anh Sĩ Đan, nếu anh còn mời lên nữa. Chắc chắn, for sure. Hot boy mà phải mời, đang hot mà. Và một lần nữa, Sĩ Đan xin cảm ơn sự lần đầu tiên xuất hiện của nữ ca sĩ Loan Châu. Anh cảm ơn Loan Châu rất là nhiều. Cảm ơn Nguyên Khang cũng như thường lệ, và rất là cảm ơn Việt Khang đã đến đây gọi là họp mặt với ban nhạc ngày hôm nay. Em xin cảm ơn anh Trực cũng như là Đăng Khoa. Và Sidan xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui bên gia đình, và nhớ đón xem những chương trình Nhịp cầu âm nhạc kế tiếp. Goodbye, bye bye.